Dạ vâng, đầu tiên xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể các bác và anh em đang theo dõi video của em ngày hôm nay các bác nhé. Thì ở trong video này, em sẽ lên giới thiệu đến cho bác và anh em về ba cái dòng bơm máy cao cấp đang được bên em bán ra phân phối trên thị trường các bác nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá công khai để các bác cân đối tài chính lựa chọn cho mình một cái mẫu bơm phù hợp nhất các bác nhé. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em con bơm máy rẻ nhất bên em đang bán ra trên thị trường. Đó là con bơm máy Tiger các bác nhé. Đấy, con bơm máy Tiger. Thì tí nữa em sẽ test thực tế cho các bác xem con bơm máy này các bác nhé. Đấy. Các bác bơm thì nó lên rất chi là nhanh và khỏe mà nó trong tầm giá. Đây là một cái mẫu bơm phù hợp nhất đối với một số anh em mới chơi hoặc chơi ít các bác nhé. Đấy. Giá của nó chỉ có trên dưới 3 triệu một chút thôi các bác nhé. Đấy. Con này thì hiện tại đang được bên em bán ở giá công khai 3 triệu 200 nghìn bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Còn bác nào muốn mua được một mức giá tốt hơn, các bác có thể vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để thương lượng ép giá thêm các bác nhé. Cái này em sẽ ship code COD đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Bên em bảo hành cho bác và anh em con này thời gian là 18 tháng có bơm máy thay cơ. Hay các bác vẫn còn thường gọi với cái tên yêu ái là bơm máy con hổ đấy các bác ạ. Đấy, con này thì bơm cực nhanh và khỏe các bác nhé. Đấy, con này đầu bò thì đầu bò nhỏ các bác nhé, có ốc chống cháy nổ trực tiếp ở trên đầu lọc ẩm này các bác nhé. Đấy, mẫu bơm máy Tiger đang được bên em bán với giá công khai là 3 triệu 200 nghìn nhé. Bây giờ em sẽ test thực tế cho bác xem nhé. Đấy, cái này thì em đã chuẩn bị sẵn một cái bình 0.42 cho bác, 0.42 này bình nhôm đây, bình carbon nhé. Cái này không cân, hiện tại đang ở mức không cân, em sẽ bơm trực tiếp lên mức 100 cân cho bác xem nó có nhanh không các bác nhé. Đấy. Đây, để này cho bơm cho các bác xem nhé. Đây, em đã đấu sẵn dây hút nước ở đây các bác nhé. Các bác chỉ cần bật công tắc thôi, bật công tắc xong các bác đóng van rồi nhé. Bình các bác nhé. Đó. Đây, các bác nhìn nhé, đồng hồ hơi đã báo lên số 10, tức là 100 cân các bác nhé. Đấy, các bác thấy con này bơm từ 0 đến 100 cân quá là nhanh đúng không? Chắc thời gian khoảng độ tầm 4 đến 50 giây các bác nhé. Đấy, độ 4 đến 50 giây thì thực sự là cái con bơm máy 3 triệu này nó đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu sử dụng của các bác. Đó, chỉ có bao nhiêu ạ? 3 triệu 200 nghìn các bác nhé, 3 triệu 200 nghìn thôi. Một mức giá là vô cùng là hợp lý cho bác. Các bác lưu ý khi sử dụng bơm máy, các bác để ý cái đồng hồ báo nhiệt này, các bác bơm lên đến 50 độ là các bác dừng lại cho em nhé. Còn thời tiết của các bác khi ở nhiều vùng miền nhiệt độ nó nóng quá, nhiệt độ ngoài trời nó lên đến 35-40 độ rồi thì các bác có thể thả một chút đá lạnh vào thau nước làm mát để nó làm mát cái đầu bò này tốt hơn, nhanh hơn cho mình các bác nhé. Thì một combo bơm máy như này 3 triệu 200 nghìn, bác nào lấy theo con van bình này thì em sẽ để cho các bác một mức giá vô cùng là hợp lý. Con van cricket hộp mở, con này là thế hệ mới nhất 2024, 12 đĩa giá là 850. Bình carbon Bagda giá công khai cho bác và anh em là 1.850.000 các bác nhé. Đấy. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em hai cái dòng bơm máy cao cấp bên này là bán ra trên thị trường nhé. Ở đầu tiên thì phải kể đến đây. Cái này bơm này là bơm máy Siongxin các bác nhé. Con bơm máy Siongxin này thì hiện tại đang được bên em bán giá công khai 4.100.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Con này thì đã được thời gian và năm tháng chứng minh rồi, anh em sử dụng cũng khá là nhiều, bền bỉ theo thời gian, bơm cũng khá là khỏe các bác nhé. Các bác chơi con này thì chắc chắn không bao giờ phải thất vọng nhé.
4.100.000. Còn bây giờ em lên cho bác con bơm xịn sò nhất nhá, xịn sò nhất thì lên cho bác vài em con bơm máy Hyundai nhé. Con bơm máy Hyundai đầu vò lớn, đầu vò lớn này. À, cái này thì có gì nhỉ? À, ốc chống cháy nổ đây các bác nhé, có cài đặt áp suất tự động ngắt đây, cực kỳ là xịn sò các bác nhé. Đấy, lọc ẩm sẽ lọc ẩm to cho các bác và anh em luôn. Ngoài ra con này có hai cái buồng chiết áp, một cái buồng bên này thì sẽ là lọc hơi nước, một cái buồng bên này sẽ lọc dầu. Con này có ưu điểm rất lớn là cái đầu bò lớn, piston lớn, bơm cực kỳ là khỏe nhé. Con này các bác bơm khoảng độ tầm 100 cân ý, không cho đến 100 cân, thời gian khoảng độ tầm 30 giây thôi các bác nhé. Các bác thấy thời gian cực kỳ là nhanh luôn nhé và khủng khiếp. Đây là con bơm máy Hyundai các bác nhé. Đây, con bơm máy Hyundai đến từ một cái thương hiệu khá là nổi tiếng các bạn. Đấy. Đây, bơm máy Hyundai. À, con này sẽ bảo hành các bác và anh em thời gian lên đến bao nhiêu ạ? 24 tháng bảo hành chính hãng toàn quốc, 24 tháng. Mẫu bơm Hyundai đang ở bên em bán giá công khai 4.500.000 các bác nhé. 4.500.000, các bác chỉ cần bỏ ra 4.500.000 sẽ sở hữu ngay một con bơm máy cao cấp nhất trên thị trường bên em đang bán ra cho các bác nhé. Đấy. 4.500.000. Bao ship đến nơi có kiểm tra trước khi thanh toán, bảo hành 24 tháng con bơm máy Hyundai nhé. Còn con Seongsin sẽ là 4.100.000, bảo hành 12 tháng cho bác, có bơm máy thay cơ. Giá sẽ là 3.200.000 các bác nhé, 3.200.000. Bác nào muốn mua hàng, muốn mua được một giá tốt thì các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai đầu số trên của số để thương lượng ép giá thêm các bác nhé. Đấy. Còn một cái video rất là ngắn thôi, em xin kết thúc video tại đây các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay.